Phương tiện dạy bảo nói thế này: Này thiện nam tử, nên tu an nhẫn, ưa pháp an nhẫn, chế ngự tâm mình, thọ hạnh an nhẫn. Việc làm cho người giận tự tánh là không, thì tại sao đối với nó phát khởi sân giận? Các ngươi lại nên quan sát kỹ càng, vì đâu mà ta nổi giận, ai sân giận ai, các pháp ấy bản tánh đều không, pháp bản tánh không chưa từng chẳng không, tánh không như thế chẳng phải Như Lai tạo ra, chẳng phải độc giác tạo ra, chẳng phải thanh văn tạo ra, chẳng phải Bồ Tát tạo ra, cũng chẳng phải trời rồng chư thần, dược xoa kiền đạt phược, a tố lạc, thiết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân tạo ra. Cũng chẳng phải chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại tạo ra. Cũng chẳng phải trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm tạo ra. Cũng chẳng phải trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh tạo ra. Cũng chẳng phải trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh tạo ra. Cũng chẳng phải trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả tạo ra. Cũng chẳng phải trời vô tưởng tạo ra, cũng chẳng phải trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh tạo ra. Cũng chẳng phải trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ tạo ra. Các người lại nên như thật quán sát, sân giận ấy do đâu mà sanh, thuộc về ai, lại đối với ai mà khởi, sẽ gặt hái quả gì, hiện được lợi ích gì. Tất cả pháp như thế, bản tánh đều không, chẳng phải trong tánh không, có thể có sân giận, cho nên cần phải an nhẫn để đem lại lợi ích cho mình. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo an lập hữu tình, ở lý tánh không, nhân quả tánh không, dần dần đem quả vị giác ngộ ca tổ trị bày khuyến khích, dẫn dắt, ngợi khen, chúc mừng, khiến khéo an trụ, mau có thể chứng đắc. Này thiện hiện, như thế là nương vào thế tục mà nói, chẳng y cứng vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong bản tánh không, không có thể đắc sở đắc,